hai cha con đi bắt ong nha các bạn. Gái nhìn thấy nè, tới rồi nha các bạn. Đây cái ong nó nằm trong kho này. Đầu ngày của mình thì có nhang nè, như cái nón lá là mình bắt ong về luôn. Cái này là cái chuồng nhốt con chúa. Con cho đứng lại đây con. Bây giờ ăn nha. Điện thoại cái nó có đang bay không?
đâu vô lấy ra ra cái muỗng thôi. Rồi gấp đôi con thường. Mệt không thấy. Ở đây đâu, nó đóng hồi trước Tết tới giờ. Giờ gì mình nuôi nó không có sao. Bắt nó về. Cây trên là không có mật hả? Mật cây dưới thôi à. Đây phải lọc từ âm ra. Chết kia một cái chất sinh tiền nhiều quá. Nó chết này rồi hả? Chưa. Mua cái đuôi cái giò quá trời này. Cái xây khói nữa. Cái đèn đâu chị hai? Đèn cho con ếch nó mượn đèn. Nó quên bụng rồi. Bởi vậy con đâu có thấy đèn kiếm chứ. Ếch nó là đẻ dưới á. Đẻ dưới á. Thì hổng gà nước nước ra nước dòng rất tối á. Nước dòng đi. Thì nó bơm băng đi nó mượn rồi. Nó bò trong lỗ nó bò ra. Má sao không thấy con ông chú vậy? Con chú nó khác hơn ông này hả? Bự hơn. Cái trứng nó gì nè? Sắp hết tàn nguyên rồi đó. Bự hơn cái đít nó về luôn nè. Không thấy. Rồi chết mẹ tôi rồi. Ông vu nè.
được con hồng chúa mọi người các bạn. Nhốt trong cái chuồng ong đây. Cái đất dẻo cực kỳ. Nó bay và nó bám vào cái nón lá này. Nếu mình đem về hết nguyên ổ luôn. Đây là giấc mặt. Nhưng mà rượu ngọt ngay luôn. Cộng thiên nhiên nguyên chất. Nghe ngồi muốn nuốt luôn á. Mềm mềm mềm. Cách thao đó lại cho theo luôn á. Cái đó là nguyên cục mặt đó. Thử cái là có không? Ở đây khô khô sao? Có không? Có mà chứ. Nó cũng mạnh không? Ít khỉ có đâu bà. Lật nhách luôn. Chị cũng nhắc cái trắng này. Trứng này hấp dẫn hơn. Dạ. Cái mặn gì là có nước rồi. Cái cá ăn con. Nó xì con nè. Ủa còn nhiều kia. Mặt cắm đó. Nè não liếm cái này nè. Liếm cái thao nè. Nở cái thao chết đi. Dữ lắm luôn á. Nè, cái này bên. Quá trận. Nè. Thì chút nước nó trắng đi. Nước lít không biết nữa. Cao thì nó cao. Không có nửa lít nữa. Sậy gì? Có ông gì mà không mặc nhiều quá. Còn mặc không đó kìa nhóc như thế. Cái này nó trứng rồi, nó qua trứng rồi. Cái này để ngâm rượu. Ngọt
ngay đá ngay cùng luôn. Này con xị luôn ha. Không phải vô nó đóng đầy một cái nón đằng này các bạn. Bây giờ mình chùm nó lại. Rồi mình đi về. Không. Nó đéo nó chết rồi sao? Trời cũng đâu ra được con nào. Ông chúa có sát gục trên hả? Ra bỏ được luôn. Như vậy luôn. Xong. Giờ mình để sáp vô cái hũ rượu này. Hũ rượu này hồi trước Tết là mình cũng bắt ở trong cái vườn hộp đó đó, cũng được hơn nửa lít, gần lít mà mặt mà chiếc này được chừng có 300 ml à. Giờ mình bỏ này vô, rượu rất là ngon, thơm.